Con cầu cho cái tiệm của con sinh ra tiết cánh hạ bảo bình an, tu tống tâm tay đâu tồn đá phước, đời đời sống trong ánh sáng hào quang của người phương chứ mà. Trời ơi, em cầu khẩn mà giống như một bài thơ bài văn, nghe rất êm tai, hay quá. Bà bông. Mày khấn, mày khấn một chỗ, mày chỉ qua cho chú mày khấn kiểu đó là có huông. Đâu. Có chuyện gì? Giết người. Giết người chú. Hồi nãy chú để nhiều tiền trong túi lắm. Có tiền, bây giờ không còn một đồng nữa hết. Nhưng cái mặt con vậy mà dám lừa con hả? Con nói thiệt với chú nha, không có cửa đâu. Con có một chàng trai rất là đẹp trai đang đeo đuổi con lắm, phải không? Đúng nhận sai cãi giúp cô nha. Dạ, cái này sai ạ. Dạ. Bông lưu hiện hù trong lòng anh. Em cứ khóc, nếu khóc làm cho em vơi đi nỗi buồn, anh sẵn sàng chịu đau, chịu tan nát trái tim đi. Bà tưởng là mình bà có bồ tay hả? Bồ tôi cũng tay đó, bồ tôi tên là mì tôm đó. Dạ má, bồ má mì tôm, còn chồng tôi là Tommy, not mì tôm. Ôi chị vậy sao anh nhỏ? Sống tròn chinh tròn hìa như vậy. Ta đủ hiểu con rồi. Con chết thôi chú ơi, con chết thôi. Bởi vậy ta nói đâu có sai, trâu già thích chậm cỏ non là vậy đó. Cỏ non trâu nào cũng thích. Bước lên cái này bước từ từ thôi. Trời ơi, nó chợt một cái là không là bước từ từ, nó té một cái là xảy ra chuyện đó. Bởi vì ông bà người ta nói nè, đồng vợ đồng chồng tới biển đông cũng cạn. Đúng như số 10 tờ. 10 tờ, có chung 10 tờ nha. Bây giờ một lát về nhà em dở cái sổ ra coi tên anh thiếu bao nhiêu tiền, anh trả hết, anh trả hết cho em luôn. Anh trốn nhiều. 1 triệu. Nợ tôi 3 triệu hơn rồi. Cái vấn đề không phải là chị không muốn đưa tiền cho các em, là tới kỳ là tụi em được hốt mà chị. Đúng rồi. Thì giờ tao thì tao có nói là không hốt đâu, mà là 5 ngày giờ lại 50 ngày thôi. Tụi ta dịch vụ chị dịch vụ tụi em hả? Nói chung đây là một bài học đáng đời. Bởi vậy bây giờ làm cái gì á, đầu óc thông minh lên, suy nghĩ thông minh lên. Không có cái gì mà cho không hết trơn á.